Mỹ Pháp. Một tràng pháo tay để chào đón lên sân khấu bác sĩ chuyên khoa 2 Thái Thị Hoa. Mình là bác sĩ Thái Thị Hoa. Mình không phải bác sĩ chuyên về gì nữa, nhưng mà mình có gần 30 năm trong nghề y, và mình học về chuyên ngành gây mê hồi sức, sau đó học về chuyên ngành điều trị đau, và để mang lại cái sức khỏe tốt cho bản thân mình. 30 năm qua, một câu hỏi mà mình vẫn đang đặt đi theo cho lòng mình rất lâu. Thực sự các bác sĩ của mình cho bệnh nhân rất là nhiều thuốc, vậy là đang cứu họ hay là đang đầu họ? Tại vì một cái toa thuốc có thể tới 10, 15, 20 loại thuốc. Và khi 15 năm qua khi mình làm về điều trị đau, mình nguyên là trưởng trung tâm điều trị đau của Bệnh viện Pháp Điền, thì mình có một câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng mình là nhiều thuốc như vậy liệu có thực sự giúp đỡ cho bệnh nhân của mình nhiều hay không? Nhiều thuốc như vậy có giúp được người ta gì không? Và mình thấy rằng những bệnh nhân của mình uống nhiều thuốc quá, họ bị nhiễm độc, và những cái triệu chứng mà mình thấy đó là họ bị cất sinh do thuốc, họ bị suy thận, họ bị đau bao tử, và rất là nhiều vấn đề khác. Thế thì mình trên cái tấm lòng như vậy, mình vẫn luôn luôn muốn đặt một câu hỏi, có thể làm cái gì khác cho họ được hay không? Nguyên nhân tất cả các cái bệnh tật đến với họ từ đâu mà nó đến? Do đó, 10 năm trước khi mình làm về chăm sóc đặc biệt, mình thấy rằng những cái bệnh nhân cuối cùng họ đến chăm sóc đặc biệt, toàn bộ cơ thể của họ bị nhiễm độc, họ bị nhiễm nấm candida rất là nhiều. Thực ra nhưng có cách gì để mà chúng ta tránh khỏi được tất cả những vấn đề đó hay không? 2 năm qua mình lan lộn trong vấn đề về đi tìm kiếm một cái giải pháp chữa bệnh mà ít thuốc nhất, bảo vệ bệnh nhân của mình nhất, và mình rơi vào rất là nhiều các cái trang về thải độc, về dinh dưỡng, về cung cấp các cái chất, tức là thức ăn mà tự nhiên để giúp cho bệnh nhân của mình vượt qua được những cái bệnh tật, vượt qua được những cái khó khăn của bệnh tật mà giảm bớt thuốc rất là nhiều. Hôm nay thì cảm ơn chị Trâm của Bệnh viện Quốc tế City và ban giám đốc bệnh viện đã cho phép mình được tham dự cùng với mọi người chia sẻ cái hiểu biết của mình đã áp dụng cho bệnh nhân của mình. Cà phê Diana có thể làm được, đó là giúp chúng ta thải độc gan và thải độc máu. Mọi người sẽ nói này, ở đâu tự nhiên đi xuống ra một cái để mà làm cà phê như vậy, ai dựa trên cái gì để mà làm cà phê? Tự nhiên ngày hôm nay nói rằng là cà phê bơm vào hormone môn thì có thể được thải độc, nhưng với mọi người phương pháp làm cà phê này đã được sử dụng từ thời Ai Cập, tức là những người của Ai Cập người ta đã có cái phương pháp này rồi. Thì lúc đó người ta chỉ thấy là để làm sạch cho những người và gần chết, các bạn hiểu không, tức là người sắp đi về thế giới bên kia rồi thì người ta làm sạch để chúng cho chúng ta lên thiên đàng thơm tho sạch sẽ. Nhưng người ta thấy rằng khi mà làm cho những cái người đó thì người ta thấy rằng người ta không chết mà người ta lại tỉnh lại. Và sau đó thì tới từ những cái năm mà 1900 là các cái cô y tá thì họ nghe người ta hiểu về cái vấn đề này và lấy các cái cà phê của các bác sĩ ra họ làm thử tháo cho các bệnh nhân, thì họ thấy rằng là bệnh nhân của họ trở nên rất là tốt. Rồi sau đó thì được bác sĩ Gretchen là một bác sĩ của người Đức, và ông là người về, tức là ông là bác sĩ y khoa chính thống nha, chứ không phải là bác sĩ y học cổ truyền hay học dân tộc gì hết. Nhưng mà ông bắt đầu đưa cái phương pháp mà thải độc và trẻ hóa cơ thể vào trong cái trị liệu cho cái bệnh mãn tính và bệnh nhân ung thư. Tức là cà phê chúng ta hiểu cái cơ chế của tác dụng của nó như
trồng nếu có thể là cà phê được trồng theo đúng chuẩn organic, không nhiễm hóa chất, không nhiễm các cái thuốc trừ sâu, không được phun xịt các cái thuốc trừ sâu, và tuân theo một cái quy trình không tẩm ra mà có tẩm hóa chất hay phơi hay sấy theo một cái quy trình mà cà phê bình thường. Và chúng ta cái chuyện rang có thể rang nhẹ hoặc là rang vàng, tức là rang hơi đen, nhưng mà theo mình thì cái cà phê mà rang nhẹ tốt hơn. Đó. Thì cà phê khi mà bơm vào trong cái đường của đại tràng của mình thì nó sẽ tác động gì? Trong cà phê nó có cái acid palmitic, nó sẽ kích thích cái gan của mình, nó sản xuất ra cái luteolones và là một cái chất thải độc cực mạnh, các cái chất độc ở gan, và tăng cái này lên khoảng 700 lần. Khi mà tăng lên 700 lần thì nó sẽ lấy các cái chất độc ở trong máu của chúng ta ra. Và trong cái chất cà phê in nó sẽ làm kích thích mở các cái ống dẫn mật và cái đường mật để mà tăng cái thải độc từ gan. Đó là cái cơ chế tác dụng của cà phê. Chúng ta có thể sử dụng các cái bộ mà nuôi ăn để chúng ta làm
các bạn bôi trơn cái đầu của cái ống trước khi mình đẩy vào cái hậu môn cho nó dễ dàng. You don't have to squat position or lay on your back. Insert the tube into your mouth. Just pass the second hole down the tube. Relax on your knees. Lie on your right side. Sau đó các bạn nằm nghiêng vào bên phải để cái cà phê nó được hấp thụ về gan một cách dễ dàng hơn. Once the bucket is empty, thường chúng ta giữ, cố gắng giữ được khoảng từ 10, 15 phút, tối đa là 20 phút, sau đó thì chúng ta sẽ đi cầu. Thì chị làm lần đầu chị thấy rất là hôi phải không? Thì khi mà mọi người làm cái này á, làm vài lần đầu á, thì sẽ thấy hôi kinh khủng lắm. Tại vì cái chất độc ở trong cơ thể của chúng ta nó đi ra rất là hôi. Nhưng mà khi chúng ta làm thường xuyên thì cái phân của chúng ta sẽ rất hôi hơn rất là nhiều. Và các bạn thấy là ngày nào mà mình ăn các cái thực phẩm chế biến sẵn chiên xào nhiều á, thì các bạn thấy rằng là khi chúng ta đi ra cái mùi nó hôi ghê lắm. Do đó nên lâu lâu không lẽ là bây giờ nhiều chất độc quá không ăn gì, nhưng mình thấy là lâu lâu cũng có thể đi ăn xong rồi về. Thì cái cà phê các bạn nên cà phê mà nó đúng chuẩn organic để thải độc, thì cái những cái đó có thể trên cái Amazon các bạn có thể mua được ha. Tất cả các cái dụng cụ khi mà mình có vào cà phê enema là nó sẽ ra hết ha. Ngoài cái tác dụng là thải độc máu và cả thải độc gan, cà phê enema còn có 10 tác dụng khá tốt khác mà chúng ta nên biết. Thứ nhất là nó có khả năng chữa sạch, có thể làm sạch và chữa lành các tổn thương của đại tràng, thải độc gan và đại tràng để giúp tái tạo lại gan, cải thiện nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa, giúp giảm đau. Cái này là cái hiệu quả mà mình thấy rõ nhất ở bệnh nhân của mình. Mình có những bà cụ và uống sắt rất là nhiều thuốc, họ đến với mình bằng xe lăn. Ngày xưa thực ra để mà chữa được bắt buộc phải cho thuốc tên, mình bắt buộc phải làm rất là lâu để nếu mình không dùng thuốc nhiều. Nhưng sau này khi mình đưa áp dụng cái việc điều trị cà phê enema trong cái điều trị cho bệnh nhân mình, thì có những cái mà mình thực sự bản thân mình về giảm đau thì cũng không thể ngờ tới tốt như vậy. Tức là bệnh nhân đến bằng xe lăn, nhưng chỉ sau 3-4 lần điều trị, khoảng 3-4 lần làm với cà phê thì họ có thể tự đi được. Và có những bạn cụ và cái bụng đó, các bạn chưa biết họ uống corticoid khủng khiếp lắm. Cái bụng nó thầm xuống dưới dày một cái chân nhỏ xuống là không đi được, cái bụng to vậy mà sau khoảng vài lần làm cà phê xong cái bụng nó nhỏ hẳn lại. Dĩ nhiên là nó không phải nhỏ tí lại, nhưng mà các bạn thấy rõ là tức là người ta nói là trong cái ruột của mình nó có thể giữ từ 2-6 kg phân và nó rất là nhiều các cái hơi. Các bạn thấy là những cái chất mà lên men chất độc á thì nó lên sình cái hơi lên á, thì cái bụng để ở trong cái người ta như vậy luôn nếu chúng ta không có làm sạch cái ruột. Và cái mà trong lòng tôi thấy tốt nhất cho một cái bác sĩ là chính thống của bác sĩ tây y, không hoàn toàn không có cổ truyền gì trong đó, mọi người vẫn cứ nói là tại sao một bác sĩ tây y chính thống mà lại cứ đi tìm kiếm những cái giải pháp mà ít sử dụng thuốc. Nhưng mà tôi chỉ có mong muốn một thứ nhất là làm sao để có cảm hóa bệnh nhân của tôi hơn thôi. Và khi tôi tìm kiếm được cái giải pháp về cà phê enema thì tôi thấy rằng là nó hỗ trợ cho bệnh nhân rất tốt. Nếu ngày hôm nay các bạn nghe đi, các bạn thử làm đi, các bạn thử trải nghiệm đi, các bạn thấy rằng vấn đề của sức khỏe của các bạn sẽ cải thiện rất là nhiều. Rồi, các bạn giúp làm sạch và diệt được sán và ký sinh trùng, loại bỏ sán và ký sinh trùng, nó giảm và loại bỏ các cái triệu chứng do nhiễm độc, do các cái bệnh lý về ung thư, giúp cho các bạn thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, ít cảm cọc hơn. Các bạn làm thì các bạn sẽ thấy, rồi làm cho những cái người già người ta trở thành minh mẫn hơn, thoải
và đặc biệt phương pháp cà phê Lima phải áp dụng gần như trong tất cả các chương trình hành động của các bạn tham gia. Tại vì trong khi các bạn làm các chương trình hành động, nó sẽ có cái những cái khủng hoảng, các triệu chứng khủng hoảng chứa lại của hành động, tức là các bạn sẽ có các cái tác dụng phụ rất là dữ và người ta gọi đó là healing reaction, tức là các bạn sẽ bị hồi xưa các bạn